Kỷ niệm 20 năm ngày ra đời phiên bản điện ảnh, bộ phim hoạt hình thứ 20 trong loạt phim về thám tử lừng danh Conan sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 5 tháng 8 sắp tới. Đây là lần đầu tiên khán giả Việt Nam được gặp chàng thám tử lừng danh trong bộ truyện trinh thám hay nhất thế kỷ trên màn ảnh rộng. Thám tử lừng danh Conan, cơn ác mộng đen xoay quanh anh chàng thám tử điển trai Shinichi sau khi đụng độ tổ chức áo đen bí ẩn đã bị teo nhỏ và trở thành thám tử nhí Edogawa Conan. Bộ phim mở đầu bằng cảnh trụ sở cảnh sát Nhật Bản bị đột kích. Những tài liệu mật của những cơ quan tình báo hàng đầu như MI6, CIA, FIB có nguy cơ bị đánh cắp. Ngày hôm sau, Conan cùng các thám tử nhí đến thủy cung ở Tokyo và gặp một người phụ nữ xinh đẹp có đôi mắt hai màu khác biệt, đang trong tình trạng mất trí nhớ. Ít ai biết cô đang giữ những bí mật động trời. Thám tử Conan đã khẳng định được vị thế của mình là một trong những tác phẩm hoạt hình trinh thám hay nhất thế kỷ 20. Năm 2003, bộ truyện đã lập kỷ lục 100 triệu cuốn bán ra.